ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, người có uy tín, có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Trong công tác phòng chống thiên tai, bằng trách nhiệm, uy tín và tiếng nói của mình, nhiều người có uy tín đã khẳng định vai trò quan trọng của mình đối với cộng đồng dân cư. Họ thực sự là điểm tựa tinh thần cho dân bản trước những tình huống phức tạp của thiên tai. Câu chuyện sau ở Sơn La sẽ minh chứng cho điều này. Sau nhiều năm nỗ lực, gia đình anh Mùa A Say, bản Ọ B, xã Tạ Khoa, huyện Bắc Yên đã xây được căn nhà mới rộng 70m2 với giá trị gần 400 triệu đồng. Thế nhưng ngày 5 tháng 8 vừa qua, tai họa ập đến với gia đình anh. Khi cả gia đình đang ngủ thì đất đá ở vạt đồi sau nhà trượt làm đổ tường nhà và đè lên các thành viên trong gia đình. Trong tiếng kêu cứu, ông Mùa A Sinh, cán bộ công tác mặt trận của bản, đã hô hào bà con trong bản đến cứu người. Tôi đến hiện trường này là đúng 2 giờ sáng 30. Và tôi thấy bà con kêu ca. Đến hiện trường tôi đến là thấy vớt được hai vợ con, đấy, mẹ với con lên trên này. Thì tôi thấy con là không thể cứu được nữa. Đã hô hết nhân tạo, đổ mệt thứ nhưng mà không được. Ông Lù Văn Tục là người uy tín của bản Phiêng Nghè, xã Triềng Đen, thành phố Sơn La. Mỗi mùa mưa đến, ông lại luôn trăn trở, lo lắng về sự an toàn của người dân trong bản. Bằng kinh nghiệm trong nhiều năm làm trưởng bản, chứng kiến những trận mưa lớn, mỗi mùa mưa là một mùa thêm nỗi lo đối với ông. Thì là hàng năm là nước cứ dâng lên như này, thì là tôi là người uy tín là rất là lo lắng thì cho bà con, và khi nước dâng lên thì là vận động anh em họ hàng rồi là dân quân, và mình là người uy tín của bản, là một cánh tay nối dài và cho ban quản lý bản, và vận động bà con là ra khỏi vùng ngập, và đồng thời cũng cử lực lượng và tại chỗ là người và phương tiện và gia súc gia cầm ra khỏi chỗ bị ngập nhà. Đối với gia đình có yếu thế và neo đơn thì là bà con nhân dân cũng ủng hộ và giúp đỡ những hộ ấy, là ví dụ là vận chuyển đồ lạc để và quyên góp, là những cái tấm lòng hảo tâm của bà con. Thực tế cho thấy người có uy tín chính là lực lượng quần chúng đặc biệt, là nhịp cầu nối gắn kết giữa ý đảng và lòng dân, là trung tâm của khối đại đoàn kết các dân tộc trong cộng đồng dân cư, trong đó có công tác phòng chống thiên tai. Bằng sự uy tín và tiếng nói của mình, và người có uy tín thì cũng đã vận động tuyên truyền bà con nhân dân di rời tài sản, đảm bảo tính mạng của người và của, đảm bảo thiếu tác hại do cơn bão mưa lũ gây ra. Toàn tỉnh Sơn La hiện có hàng nghìn người có uy tín. Phát huy vai trò vị thế của mình trong cộng đồng, những năm qua, người có uy tín đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, đi từng ngõ, gõ từng nhà, nắm tay từng người, đóng góp tích cực trong việc giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng, xây dựng những bản làng an toàn trước thiên tai.